Vâng, hello, em chào tất cả quý vị khán giả đến với video mới nhất của Hoàng Sáo TV nhé. Và tiếp tục cập nhật những thông tin và diễn biến mới nhất liên quan đến vụ án của dì ghẻ Quỳnh Trang và Nguyễn Trung Thái đã bạo hành tra tấn cho Vân Nam. Thì vụ án này đã trải qua đây là hơn một năm rồi. Có lẽ thì nhiều người đã quên đi cái vụ của cháu Vân An này, cái sự đau đớn, sự tàn nhẫn, độc ác của bọn chúng đã ra tay với một đứa trẻ 8 tuổi. Và bây giờ thì bọn chúng vẫn chưa bị xử lý, vẫn chưa bị trừng phạt và công bằng thì vẫn chưa được đòi lại cho cháu Vân An. Thì hôm nay thì đã trải qua ở đây là đã 60 ngày kể từ cái ngày mà tòa nhận được đơn. Đó, thì ngày 16 tháng 12 thì tòa nhận được đơn. Thì hôm nay đã là gọi là 60 ngày rồi. Vậy thì chúng ta đã biết rằng là chỉ còn có một thời gian là tầm độ hơn 10 ngày nữa thôi thì tòa sẽ phải ra thông báo là khi nào sẽ xét xử phúc thẩm. Đó, có nghĩa là tầm 10 ngày nữa thôi, thì trong cái thời gian này thì sẽ có thể là trong nay mai thôi thì sẽ gửi thông báo là phiên tòa phúc thẩm sẽ diễn ra, cụ thể địa chỉ cũng như là cái phiên tòa cấp cao này sẽ diễn ra ở đâu thì chắc chắn chúng ta sẽ biết. Và tất cả mọi người đang đợi chờ rằng cái thông tin ở đây là cái phiên tòa phúc thẩm diễn ra và cái mức án sẽ phải thay đổi sang đồng phạm đối với Thái, và nhẹ nhất cũng phải tầm 20 năm tù thì mới có thể nói là để trả giá đối với cái phần một phần cái nỗi đau mà bọn chúng đã gây ra. Giáo sư Thơm đã nói rồi là dù có tử hình cũng vẫn chưa hết là tội ác, đúng không quý vị? Bởi vì là bọn chúng quá tàn nhẫn và đến bây giờ chúng ta vẫn chưa xác định được là cái ai là cái người chủ mưu. Bởi vì nếu như mà đồng phạm trong cái vụ án này, nếu mà có đồng phạm thì sẽ phải có chủ mưu, đúng không? Bởi vì ở đây Thái mà đồng phạm với Trang thì sang Trang sẽ là chủ mưu. Còn nếu như phiên tòa phúc thẩm mà diễn ra thì có là cái sự thay đổi, ví dụ như mà Trang lại có cái bằng chứng cho rằng là Thái mới là cái người chủ mưu. Bởi vì chúng ta đã biết là Trang và Thái đã về Gia Lai chơi là vào Tết của năm 2020 và dự tính rằng sau Tết của năm 2021 thì sẽ làm một cái tiệc cưới. Và cái nguyên nhân ở đây, bạo hành Vân An ở đây, có thể là bọn chúng sẽ ra tay sát hại bằng cách là có cái kịch bản sẵn để ra tay sát hại Vân An xong thì vào tháng 2 đó thì sẽ cưới. Và khi mà cưới á, thì sẽ không có một đứa nhỏ để gọi là con riêng ấy để làm cản trở cái đôi tình nhân này. Nên là chúng ta chưa biết được là ai là cái người mà là chủ mưu đâu, đúng không? Bởi vì là em nói với tất cả quý vị và các bạn rằng là gia đình của Thái và Trang đều đã nói rằng là thống nhất là sẽ làm một cái lễ cưới đó cho Thái và Trang. Và gia đình của Thái thì cũng đã về Gia Lai chơi để có đương nhiên là bàn bạc về cái chuyện cưới xin. Và Trang cũng đã chấp nhận cái điều là sau tháng 2 sẽ hỏi chuyện cưới. Đó, vậy thì Trang lại ra tay sát hại ở đây là cách một năm trước rồi, đúng không? Bây giờ ra tay sát hại cách cả một năm để chuẩn bị cho cái ngày gọi là gần đến cái lễ cưới của mình. Và sau đó thì Trang và Thái đã chuẩn bị một cái kịch bản hoàn hảo, đúng không? Là nếu như mà không có kịch bản của một cái người gọi là gọi cho người thân, là gọi cho ông nội hay là gọi cho chị gái hay là gọi cho ABC gì đó, thì cái người đó thì sẽ là cái người mà dẫn dắt cái câu chuyện ở đây là cháu bị sặc sữa, cháu bị té cầu thang. Nhưng nếu như giả sử là cái câu trả lời mà bọn chúng đã chuẩn bị nói này đã chuẩn bị từ trước rồi, đó thì cái người chụp kịch bản là chủ mưu ấy là ai? Quý vị có hiểu không ạ? Có nghĩa là chúng ta vẫn biết được rằng là ngày 2 tháng 12 là Thái là người không phải tham gia trực tiếp mà xem qua camera, biết được là dì ghẻ là con Trang ấy nó ra tay với con của mình, nhưng mà lại không ngăn cản ở đây là để cho mặc cho hậu quả xảy ra. Và khi trở về thì Vân An vẫn chưa qua đời. Đó, và chúng ta cũng đã biết rằng là nếu như mà cái sự việc đó mà Thái và Trang không gọi cho ai cả nhá, thì Thái và Trang sẽ bắt buộc phải lên kịch bản từ trước. Bởi vì chưa các cha bà lớn đã nói rồi là cái lời khai mà nói là cháu bị sặc sữa, cho uống bao hộp sữa rồi cho ăn trước rồi cháu bị sặc sữa đó, nó khớp với những gì đã diễn ra là cháu bị sơ cứu, cháu bị sặc sữa nên là sặc sữa nên là phải sơ cứu vết thương ướt sũng trong nhà vệ sinh để làm một cái hiện trường giả để cho chúng ta thấy được rằng là hoàn toàn không gây ra cái việc là bạo hành xảy ra. Nếu như bác sĩ ở trong bệnh viện ấy mà bảo vệ á, mà không gọi công an thì có nghĩa là Thái và Trang đã thoát án rồi, đúng không? Là bọn chúng sẽ gọi là ém cái vụ này và không có cái việc bạo hành nào xảy ra cả. Bởi vì chúng ta đã biết là Trang và Thái không phải là người báo công an, mà khi Thái trở về nhà thì Trang còn nói rằng là con bé nó ngất xỉu rồi, đưa đi cấp cứu đi. Thì có cái giọng người đàn ông, cụ thể là Thái, còn nói ra rằng là đưa đi cấp cứu để đi tù à. Đó, thì chúng ta đã biết rằng đấy là cái sự tàn nhẫn, có nghĩa là thấy người trong hoạn nạn khẩn cấp, nguy hiểm đến tính mạng mà lại không cứu, mặc cho hậu quả xảy ra thì chắc chắn sẽ phải bị chịu trách nhiệm trước pháp luật rồi. Rồi tiếp theo bọn chúng lại nghĩ ra cái chiêu là cháu bị sặc sữa rồi là để qua mặt cơ quan chức năng. Và ông nội của Thái vẫn nói là cháu bị sặc sữa, cháu bị té cầu thang. Mà trong khi đó thì Thái và Trang gây ra, tại sao ông nội biết, đúng không? Cũng có hai sự nghi ngờ. Một là có thể là Thái đã gọi điện thoại cho người thân để có cái hướng
là cháu bị sặc sữa, bị té cầu thang. Nhưng em nói với tất cả mọi người là tại sao mà gọi cho người thân mà người thân lại không bất ngờ? Người thân, đúng ra người thân sẽ phải là cái người gọi là tố cáo, người thân sẽ phải là cái người khuyên ngăn, là ra đầu thú chứ, mà người thân lại vẽ ra cái đường là cháu bị sặc sữa té cầu thang, thì cái người thân đó vẫn phải là cái người có trách nhiệm liên quan. Đó, nếu như Thái bị đồng phạm thì sẽ phải điều tra luôn cái người bao che, che giấu cái tội phạm đó. Đúng không? Lúc đó thì sẽ lôi luôn cả ông bà nội, cả chị gái gì đó có liên quan hay không, bởi vì chúng ta đã biết là chị của Thái là cái người rất là quan tâm đến cháu Văn An khi mà cháu qua đời. Nhưng mà sự thật trước đây á, thì cháu lại không được nhận được cái sự quan tâm từ chính là cái người bác đó. Bởi vì là chị của Thái làm công ty bảo hiểm, và khi cháu qua đời á, thì người bác này, chị của Thái này là cái người mà gọi điện thoại cho bác của gia đình của chị Hạnh ấy, là đưa cháu phải đi hỏa táng, hỏa thiêu. Chứ còn nếu như mà chôn ở xa nhà thì cháu sẽ lạnh lẽo. Và người nhà đã đồng ý, người nhà của chị Hạnh đã đồng ý. Rồi là tiếp theo nữa thì chúng ta đã biết rằng là hỏa thiêu để xóa dấu vết. Và nếu như không có khôi phục được dữ liệu camera thì Thái và cha đâu bị xử lý đâu. Luật sư đã nói rồi, nếu như mà không khôi phục được dữ liệu camera vào ngày 27 thì Thái và Trang đã thoát án ở đây là cái mức bạo hành trẻ em. Nó chỉ ở cái mức ở đây là rất là nhẹ, đúng không? Gọi là cái mức ở đây là bạo hành thì nó chỉ có rất là nhẹ nhàng. Không biết được là cái vấn đề bạo hành. Bởi vì là khi mà bảo vệ ở chung cư, chúng ta đã biết rằng là hiện nay là không có một nhân chứng nào. Em nói với tất cả mọi người là tại sao ấy, là 5 nhân chứng trong cái vụ án của dì ghẻ thì không ai đến. Và bây giờ có người thì đã chuyển nơi khác, có người thì đã nghỉ làm bảo vệ bởi vì sợ liên lụy. Nên là em nói mọi người là tại sao những người bảo, những cái người mà nhân chứng đó bây giờ không có ai. Quý vị thử nghĩ xem, trong 2 phiên tòa thì đều không có nhân chứng. Mình không biết ở đây là trong cái phiên tòa, trong cái phiên tòa mà ngày 25/1 chỉ có mỗi một người thôi, là cái người mà gọi là bảo vệ khu chung cư hay sao, Sài Gòn Pier hay sao quý vị. Đó, có nghĩa là chúng ta đã biết rằng là có 2 người bảo vệ, một người bảo vệ chung cư, một người bảo vệ bệnh viện. Thì cái người đó thì đã gọi báo công an, và khi đó công an đến nơi thì đã thấy ra cái dấu hiệu bạo hành, thì có thể nói là đã điều tra và đã bắt Thái sau ngày 31 tháng 12. Bắt đầu bị bắt Thái. Có nghĩa là Thái khi bị bắt thì sau Trang tận 7-8 ngày. Trang thì bắt vào ngày 23. Thì tính từ cái ngày 23 đó là có nghĩa là bắt tạm giam quý vị. Nên là sau này Trang và Thái kể cả bị án ấy, thì lúc đó sẽ trừ cái thời gian đó ra. Thì Thái mà bị trừ từ ngày 31 tháng 12 thì đến bây giờ đã là hơn 1 năm rồi. Đó, thì sau này dù có bị kết án 8 năm thì chỉ có bị án tầm 6-7 năm thôi. Rồi là chấp hành án tốt, rồi giảm 3 năm nữa thì còn có 3 năm, 4 năm. Rồi xong, về nhà, tiếp tục 3 năm sau lại có bạn ở nhà đó quý vị thấy không? Còn chưa tính cái mức độ là có mối quan hệ, có tiền bạc, rồi là nó có rất nhiều những cái có thể là để ra tù sớm, điều kiện ra tù sớm. Mỗi năm biết bao nhiêu đợt ân xá quý vị thấy không? Những cái vụ án mà tử hình ấy vẫn còn có thể được ân xá để xuống chung thân cơ mà. Bởi vì ở đây chúng ta đã biết rằng là có cái chính sách khoan hồng của nhà nước vẫn có, đúng không? Người ta vẫn cho cơ hội để làm lại cuộc đời cho những cái người là sai trái. Nhưng mà Trang thì là cái người gọi là tàn nhẫn quá, nhưng mà cũng chưa biết được. Bởi vì sao? Trang đã làm đơn kháng cáo, rồi là Trang gia đình cũng gọi là cũng có nhiều những cái mà để có thể giảm nhẹ. Nhưng em rất mong làm sao mà Thái và Trang thì sẽ bị cái mức án cao nhất. Trang phải tử hình, Thái thì nhẹ nhất cũng phải là ở cái mức là đồng phạm, là sang 20 năm trở lên, không là phải chung thân. Bởi vì là cái sự tàn nhẫn đó nó quá, chúng ta không thể nào mà chấp nhận một con người như vậy được, đúng không? Bạo hành ở đây không phải là chuyện mà 1-2 ngày, mà là cái chuyện ở đây là 1 năm trời. Và Thái cũng là cái người cho phép điều đó. Và em cũng mong rằng là Thái và Trang, Thái là đồng phạm đối với Trang, và sẽ xem xét cái bước đầu chủ mưu của ai, và sau đó thì sẽ có thể nói là sẽ điều tra thêm những cái người bao che. Bởi vì là ông bà nội rồi là chị của Thái có liên quan hay không, em cũng chưa thấy nhắc đến, mà nhân chứng cũng không thấy có đâu nữa quý vị. Bởi vì chắc là họ cũng sợ liên quan cái gì ạ. Nên em nói với tất cả mọi người là vụ án này bây giờ cũng đã gọi là trải qua hơn 1 năm rồi, gần đến cái ngày xét xử rồi. Bây giờ còn có hơn chục ngày nữa thôi thì sẽ thông báo phiên tòa phúc thẩm. Em cũng rất là mong ha, phiên tòa phúc thẩm sẽ diễn ra và sẽ xét xử cặp đôi Trang Thái thật là cái tội này là thật là nghiêm minh. Bởi vì là em cũng rất là mong là bọn chúng sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, đúng không? Bởi vì là em nói với tất cả mọi người là đến ngày hôm nay thì đã trải qua ở đây là quá trình là hơn 1 năm rồi, và chỉ còn có thời gian là ít thời gian nữa thôi thì sẽ diễn ra phiên tòa phúc thẩm thôi, và lúc đó chúng ta sẽ biết kết quả. Còn cái thông tin ở đây là có thể nói rằng là giám định thương tích thông qua hồ sơ thì em không có trông đợi lắm quý vị ạ. Bởi vì là giám định, không giám định được thì nếu như giám định được thì đã giám định từ ngày 25 tháng 11 rồi. Nhưng mà trong cái người mà giám định pháp y và cái người khai quật ấy, cái mà khám nghiệm tử thi ấy, cũng đã nói rằng là cái vết thương ở trên đầu nó không ảnh hưởng, thì em nghĩ là cái điều này không được chấp nhận ha, nên là rất là khó khăn. Em cũng nói với tất cả mọi người là bây giờ chúng ta gọi là còn niềm tin rất là ít vào vụ việc này. Người trực tiếp là đại diện của vụ án này là mẹ của Vân An đã bỏ cuộc rồi, thì có nghĩa là không có, họ không quan tâm đến nữa, thì rất khó để chúng ta có thể nói là thắng trong vụ án này. Còn trong chờ vẫn là sư Thơm thôi. Luật sư Thơm bây giờ thì vẫn gọi là đến theo đến cùng quý vị ạ. Luật sư Thơm vẫn kiến nghị đến những nơi cao hơn,
và chúng ta rất mong nhận được một sự phản hồi. Em mong rằng là trong vài ngày tới thì chúng ta không có cái thông tin gì về cái vụ án phúc thẩm, nhưng mà chỉ mong có cái thông tin là những cái cơ quan cấp cao ấy họ phản hồi rằng là sẽ phải điều trị xử lý nghiêm, bởi vì đây là một vụ án điểm. Em cũng rất là mong thì một vụ án điểm thì sẽ là phải thật là nghiêm minh để răn đe những cái đứa những cái tội phạm khác thì sẽ không phải mắc phải những cái điều đó và sẽ không có những cái sự việc đau lòng xảy ra như Vân An. Và chúng ta cũng đã biết rằng là đã theo dõi vụ án đến cùng từ năm 2021 rồi ha. Đến bây giờ đã là 2023, nhưng mà nhiều người thì vẫn nhớ và không quên. Ngay cả bản thân em cũng như vậy thôi. Em cũng vẫn nói với tất cả mọi người là em sẽ theo dõi vụ án này đến cùng, đến khi nào mà tòa xét xử xong và Thái Trang phải gọi là lúc đấy cái bản án đã có hiệu lực. Đó, tính từ ngày đó thì chúng ta mới cảm thấy rằng là yên tâm được, và Trang thì phải bị tử hình. Còn bây giờ chúng ta vẫn chưa biết quý vị nha, chưa chắc là Trang đã tử hình đâu, bởi vì là đã xin làm đơn để xin giảm án rồi. Rồi gia đình của bọn chúng thì cũng có, nghĩa là cũng có công với cách mạng, cũng có người làm trong ngành, rồi cũng nói chung là cũng khó lắm quý vị. Chúng ta cũng không thể nào mà chắc chắn được ha, khi nào mà tòa tuyên thì chúng ta mới biết được. Nên là em vẫn mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi ha. Em sẽ cập nhật khi có thông tin mới nhất, nên là mọi người yên tâm. Đó, video này xin phép dừng ở đây. Cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã theo dõi Hoàng Sắc TV nha. Chào mọi người nha. Chào mọi người.